Lại nữa kiểu thi ca, Bồ Tát Ma Ha Tát tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, tu thí ba la mật vì không có sở đắc, tu giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật vì không có sở đắc. Lại nữa kiểu thi ca, Bồ Tát Ma Ha Tát tu bát nhã ba la mật quán như vậy, chỉ có các pháp với các pháp làm nhân duyên, thuấn nhuận tăng ích cho nhau, phân biệt so tính trong ấy không có ngã ngã sở. Bồ Tát tâm hồi hướng không ở trong tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác không ở trong tâm hồi hướng, tâm hồi hướng không thể có được nơi tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác không thể có được nơi tâm hồi hướng. Bồ Tát tùy quán hết thảy pháp cũng không có pháp có thể được, ấy gọi là Bồ Tát Ma Tát Bát Nhã Ba La Mật. Thích Đại Hoàn Nhân hỏi Tu Bồ Đà, tại sao tâm hồi hướng của Bồ Tát không ở trong tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tại sao tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác không ở trong tâm hồi hướng? Tại sao tâm hồi hướng không thể có được nơi tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tại sao tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác không có thể có được nơi tâm hồi hướng? Tu Bồ Đề nói với Thích Đại Hoàn Nhân rằng, kiểu thi ca, tâm hồi hướng, tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là chẳng phải tâm, chẳng phải tâm tướng. Trong chẳng phải tâm tướng không thể có hồi hướng. Chẳng phải tâm tướng ấy thường chẳng phải tâm tướng, tướng không thể nghĩ bàn, thường tướng không thể nghĩ bàn. Ấy gọi là Bát Nhã Ba La Mật của Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Đại Bát Nhã ghi, kiểu thi ca, tâm hồi hướng của các Bồ Tát Ma Ha Tát thời chẳng phải tâm, tâm Bồ Đề cũng chẳng phải tâm, không thể chẳng phải tâm hồi hướng nơi chẳng phải tâm, tâm cũng không thể hồi hướng nơi chẳng phải tâm không thể hồi hướng nơi tâm, tâm cũng không thể hồi hướng nơi tâm. Vì sao? Vì chẳng phải tâm tức là không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn tức là chẳng phải tâm. Hai thứ ấy đều không có gì, trong không có gì không có nghĩa hồi hướng. Kiểu thi ca, tâm không có tự tánh, tâm tánh không có, nên tâm cũng không. Tâm và tâm sở đã không có tự tánh, nên tâm cũng không có nghĩa tâm hồi hướng. Kiểu thi ca, nếu quan sát như vậy, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, Bát Nhã Ba La Mật. Bấy giờ Phật tán thán Tu Bồ Đề rằng, lành thay Tu Bồ Đề, ông đã vì các Bồ Tát Ma Ha Tát nói Bát Nhã Ba La Mật, an ủi tâm các Bồ Tát Ma Ha Tát. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con nên báo ân, không nên không báo ân. Quá khứ các Đức Phật và các đệ tử đã vì các Bồ Tát nói sáu Ba La Mật chỉ dạy lợi ích vui mừng. Thế Tôn lúc bấy giờ cũng ở trong đó học đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn này cũng vì các Bồ Tát nói sáu Ba La Mật chỉ dạy lợi ích vui mừng, nay chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Luận hỏi, trong phẩm đầu Phật phóng ra ánh sáng thủ thắng, chư thiên đã tập hội đông đảo, nơi đây sao còn nói lại? Đáp, có người nói đây là hội sau, có người nói chính là hội trước. Chư thiên cho rằng Tu Bồ Đề khéo nói Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu, nên chư thiên hoan hỉ. Vì vậy nên Phật mỉm cười, ánh sáng thường càng phát sáng, thời ánh sáng chư thiên không còn hiện. Như lúc mặt trời mọc thì mọc, thì sao trăng đèn đuốc không còn chiếu sáng, thí như tim đèn cháy ở bên vàng Diêm Phù Đàm. Bốn trời thiên vương là thiên vương phương đông tên là Đề Đa La Cha, Trung Hoa dịch là trị quốc hoặc trị quốc, làm chủ Càn Tháp Bà và Tỳ Xá Giá. Thiên vương phương nam tên Tỳ Lưu Ly, Trung Hoa dịch là tăng trưởng, làm chủ Lại Câu Bàn Trà và Tỳ Lệ Đa. Thiên vương phương tây tên Tỳ Lưu Ba Xoa, Trung Hoa dịch là Tạp Ngữ hay Quảng Mục, là chủ các vua rồng và loài phú Đa Na. Thiên vương phương bắc tên Tỳ Sa Môn, Trung Hoa dịch là Đa Văn, làm chủ loài Dạ Xoa và La Sát. Thích Đệ Hoàn Nhân, Thích là Thích Ca, Trung Hoa dịch là Năng, Đề là Đề Bà, Trung Hoa dịch là Thiên, Nhân Đề, Trung Hoa dịch là Chủ, hợp lại gọi là Thích Đề Bà Na Dân, Đế Thích Thiên ở cõi trời Đao Lợi. Cõi trời Tu Dạ Ma, Thiên Vương tên Dạ Ma, Trung Hoa dịch là Diệu Thiện. Cõi trời Sách Đâu Xuất Đà, Thiên Vương tên Đâu Xuất Đà, Trung Hoa dịch là Diệu Túc. Cõi trời Tu Niết Mật Đà, Thiên Vương tên là Hóa Lạc. Cõi trời Bà Xá Bạt Đề, Trung Hoa dịch là Trời Tha Hóa Tự Tại. Ở đây có Phạm Thiên Vương tên Thi Khí, Trung Hoa dịch là Lửa. Từ Phạm Thiên cho đến cõi trời Thủ Đà Bà, Thiên Vương tên Thủ Đà Bà, Trung Hoa dịch là Trời Tịnh Cư. Ánh sáng nơi thân do nghiệp báo sinh là ánh sáng của trời cõi dục,
giống như ánh sáng của đèn đuốc ngọc trong bố thí chỉ giới thiền định thanh tịnh, nên thân thường chiếu sáng không cần mặt trời mặt trăng. Cõi trời cõi sắc do hành lìa dục tu tập hòa tăng muội, nên thân thường chiếu ánh sáng đẹp hơn cả mặt trời mặt trăng và ánh sáng quả báo của trời cõi dục. Ánh sáng của trời ly dục cốt yếu mà nói là do tâm thanh tịnh mà có được. Ánh sáng thường của Phật mỗi phía tỏa ra một trượng, ánh sáng của chư thiên rộng lớn tùy vô lượng do tuần mà ở bên hòa quang của Phật thì bị che lấp không hiện. Thích Đại Hoàn Nhân thấy thần lực hòa quang của Phật, nghĩ rằng hào quang của Phật hay che lấp ánh sáng của chư thiên, ánh sáng trí tuệ của Phật cũng phá ngũ tối của ta. Tại vì Phật sai tu Bồ Đề nói Bát Nhã, cho nên nói hết thảy chư thiên đều tập hội đông đủ muốn nghe tu Bồ Đề nói nghĩa Bát Nhã. Nay chư thiên đại phước đức đều tập học muốn nghe nghĩa Bát Nhã. Sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật? Đây là hỏi về thế Bát Nhã. Làm sao tu hành? Đây là hỏi bắt đầu vào phương tiện tu hành. Thế nào là chú? Đây là hỏi về thông nhập rốt ráo an trú. Tu Bồ Đề nhận lời hỏi ấy đáp rằng: nếu người đói khát cấp cho đủ ăn uống, thời họ cảm ơn rất sâu. Bồ Tát cũng như vậy, vì người phát tâm cầu Phật đạo mà nói Bát Nhã, thời được lợi ích lớn nên cảm ơn cũng sâu, vì thế nên nói Bát Nhã. Nếu người chưa phát tâm, thời sẽ phát. Người đã vào thánh đạo, thời không thể đảm nhận, vì lậu hoặc hết không còn tái sinh nên nói không thể đảm nhận. Hỏi: nếu người ấy không thể đảm nhận, cớ sao nói người ấy nếu phát tâm, thời ta cũng tùy hỷ không làm chướng ngại công đức kia, thượng nhân nên tiếp cầu thượng pháp? Đáp: tu Bồ Đề tuy là tiểu thừa nhưng thường tập hành không, nên không chấp đắm đạo thành văn. Vì vậy nên giả thiết nói nếu phát tâm thì có lỗi gì? Trong đây tu Bồ Đề tự nói hai nhân duyên, một là không làm chướng ngại tâm phước đức kia, hai là thượng nhân nên tiếp cầu thượng pháp. Vì vậy nên thượng nhân cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác không lỗi gì. Nếu thượng nhân mà cầu tiểu pháp mới đáng hổ thẹn, vì nửa chừng gặp các việc bên cạnh nên lại nêu hỏi: thế nào là Bát Nhã Ba La Mật? Đó là tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, quán sắc vô thường, khổ không vô ngã như trước nói. Quán năm uẩn hay sinh các phiền não nên nói như vậy. Có người nghe nói năm uẩn như bệnh cho là còn nhẹ nên nói nó như ung thư. Có người lại cho ung thư tuy khó trị có khi có thể chữa lành nên lại nói nó như mũi tên bịt sắt đâm vào thân không thể rút ra được. Có người lại cho mũi tên bịt sắt đâm vào thân chìm sâu khó nhổ ra, nhưng thuốc hay diệu thuật còn có thể nhổ ra được, nên lại nói nó thường thống não. Như người gặp vận suy thường có điều chẳng lành, năm uẩn cũng như vậy. Nếu người theo đuổi nó thường không an ổn vì có suy nên thường ôm lòng lo sợ, ở chung với năm uẩn như ở chung với hổ lang sư tử, thường ôm lòng lo sợ. Năm uẩn có lỗi là vô thường hư dối nên thường chẳng an ổn. Hỏi: năm uẩn chỉ có 15 điều ác như vậy hay còn việc khác nữa? Đáp: nói lược thời có 15, nói rộng thời có vô lượng vô biên. Như trong kinh Tạng A Hàm nói năm uẩn có trăm thứ tội lỗi. Hỏi: sao thường nói nó vô thường khổ không vô ngã, và có khi nói 8 việc như bệnh, như ung, như thư, vân vân, còn bảy việc kia ít nơi nói? Đáp: người có thượng trung hạ, vì người lợi căn nên nói 4 việc nghe liền ngộ khổ đế. Người trung căn nghe nói 4 việc thời không thể sinh tâm nhàm chán. Nếu nghe nói như bệnh, như ung, vân vân 8 việc thời sinh tâm nhàm chán. Người độn căn nghe nói 8 việc còn không sinh tâm nhàm chán, nên lại vì họ nói 7 việc thống não vân vân sau họ mới nhàm chán. Người lợi căn dễ đổ nên thường phần nhiều nói 4 việc vô thường khổ không vô ngã. Người độn căn có khi có thể độ nên ít khi nói các việc khác. 8 việc trên phần nhiều bậc thánh thực hành, còn 7 việc kia thì phàm phu và thánh nhân trung tu. 4 việc đầu nhiếp vào trong 16 thánh hạnh, nên trong kinh Bát Nhã thường nói. Lại nói Bát Nhã là vì hàng Bồ Tát lợi căn nên phần nhiều nói thánh hạnh. Này hỏi thế nào? Vì đó là pháp tu hành đầu tiên, nên trong đây đều nói. Ngoài ra 12 nhập cho đến 6 chủng là địa chủng, thủy chủng, vân vân cũng nên của trách như vậy. 18 giới vân vân cũng nên nói đủ, vì người đọc hay quên mất. Vì sao? Vì 18 giới là tên khác của năm uẩn, không thể không nói.
Nếu hành giả quán năm uẩn tịch diệt viễn ly, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, đây chỉ vì bát nhã ba la mật, nên không nói chung với 15 việc trên, vì 15 việc ấy cả ba thừa chung có. Trí lực của hàng thanh văn mỏng, cho nên sơ thì không thể quán năm uẩn hoặc viễn ly hoặc tịch tịnh, mà chỉ có thể quán vô thường, khổ, vân vân, khi vào diệt đế mới có thể quán tịch diệt. Bồ Tát vì lợi căn nên ban đầu quán năm uẩn thì liền ngộ được tướng tịch diệt, dùng vô sở đắc, là thường dùng trí tuệ vô sở đắc không mà quán các pháp tướng. Lại nữa, Thích Đại Hoàn Nhân hỏi tướng bát nhã ba la mật, chứ không hỏi tai họa nhàm chán của năm uẩn, nên chỉ nói tướng bát nhã. Tướng bát nhã là không lìa năm uẩn có niết bàn, không lìa niết bàn có năm uẩn. Thật tướng năm uẩn tức là niết bàn. Vì vậy người độn căn khi mới phát tâm trước tiên quán vô thường, vậy sau mới quán năm uẩn tịch diệt, vân vân, quán 12 nhân duyên cũng như vậy. Lại nữa, tu bốn niệm xứ cho đến tám thánh đạo phần là pháp chung, tương tương ứng với trí nhất thiết chủng. Vì là không có sở đắc nên gọi là tướng bát nhã ba la mật. Sáu ba la mật cho đến 18 pháp không chung thì chỉ là pháp đại thừa. Hỏi: Nếu nói tướng bát nhã ba la mật tu hành, cớ gì trung gian còn nói đến các pháp? Các pháp ấy lại làm nhân duyên thấm nhuần tăng ích. Đáp: Tu Bồ Đề trên kia trước nói lỗi vô thường của các pháp, vậy sau mới nói các pháp là viễn ly tịch diệt, không không có sở đắc. Vậy sau mới nói các pháp tuy không mà từ nhân duyên hòa hợp nên có. Tiếp theo nói bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung tu hành vào Phật đạo. Người nghe nghĩ rằng trên nói viễn ly tịch diệt không nên biết chẳng phải thường, nói 12 nhân duyên nên biết chẳng phải diệt, nhưng không có kẻ biết, không có kẻ thấy thì ai tu hành các pháp ấy để thành Phật. Thế nên nói Bồ Tát nghĩ rằng các pháp không vô ngã, không có chúng sinh, song từ nhân duyên nên có bốn đại sáu thức, 10 pháp ấy đều có lực năng sinh, năng khởi, năng có chỗ tạo tác, như đất hay giữ, nước hay làm rã nát, lửa hay tiêu diệt, gió hay xoay chuyển, thức hay phân biệt. 10 pháp ấy có chỗ tạo tác, vì chúng sinh điên đảo nên cho đó là người làm, ta làm. Như gia sư hòa hợp lại nên có âm thanh, ngôn ngữ, người mê cho đó là người nói. Như lửa đốt khô rừng tre, phát ra tiếng lớn trong đó không có người làm. Lại như người gỗ, người huyễn, người biến hóa, tuy có động tác mà không có người làm. 10 pháp này cũng như vậy, pháp sinh trước, pháp sinh sau, nhân duyên hòa hợp hoặc nhân duyên cộng sinh hoặc nhân duyên tương ưng hoặc nhân quả báo. Nhân duyên thường tu thường tập làm cho quả báo tăng trưởng. Như mùa xuân trồng cây trái, tùy thời dưới tầm hoa quả tốt tươi, lấy trí tuệ phân biệt, biết các pháp không có người làm. Bồ Tát mới phát tâm hồi hướng, làm nhân duyên với tâm Phật. Mà lúc mới phát tâm hồi hướng chưa có tâm Phật, trong tâm Phật không có tâm mới hồi hướng, tuy không có mà có thể làm nhân duyên để phát. Hỏi: Nếu lúc mới phát tâm hồi hướng không có tâm Bồ Đề, thời hồi hướng về đâu? Đáp: Trong thật tướng bát nhã ba la mật, các pháp chẳng phải tướng thường, chẳng phải tướng vô thường, chẳng phải tướng có, chẳng phải tướng không, nên không nạn hỏi rằng tâm hồi hướng đã diệt không còn có gì, thời làm sao làm nhân cho tâm Bồ Đề. Nếu các pháp chẳng sinh chẳng diệt, chẳng phải chẳng sinh, chẳng phải chẳng diệt, làm sao đem sự chẳng sinh chẳng diệt nạn hỏi rằng không có tâm Bồ Đề thì hồi hướng về đâu? Lại nữa, Phật tự nói tướng Bồ Đề chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, làm sao nạn hỏi rằng vị lai không có Bồ Đề nên hồi hướng về đâu? Lại nữa, như trong phẩm Như nói: Đời quá khứ không lìa đời vị lai, đời vị lai không lìa đời quá khứ, đời quá khứ như đời vị lai như, một như không có hai như, làm sao nói tâm Bồ Đề không ở trong tâm hồi hướng? Tâm hồi hướng không ở trong tâm Bồ Đề. Nhưng Bồ Tát nghe tán thán Phật pháp liền phát tâm ưa vui, nói rằng ta có công đức gì để hồi hướng đến Phật đạo? Từ khi mới phát tâm cho đến chứng Phật đạo, tu công đức ấy không ngừng không nghỉ, dùng như huyễn như mộng vô sở đắc, nên gọi là Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật. Hay biết các pháp làm nhân duyên sinh quả báo mà không có tướng nhất định. Thích Đại Hoàn Nhân nạn hỏi: Vì sao tâm hồi hướng không thể có được ở trong tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề không thể có được ở trong tâm hồi hướng? Tu Bồ Đề
không vì nói theo thế đế như huyễn như mộng, chỉ nói theo đệ nhất nghĩa đế, hai tâm ấy đều không, chẳng phải tâm tướng, vì cớ sao? Vì trong các pháp rốt ráo không, không có thị tâm phi tâm, vì pháp như vậy, làm sao có thể có hồi hướng? Nếu có hai pháp mới có thể có hồi hướng, thì như cưỡi xe đi từ phía tây phía nam có chỗ dừng nghỉ, nên mới quay xe về hướng đến, vì xe và chỗ quay hướng đến khác nhau mới có thể hồi hướng, chứ không được chỉ có xe mà nói hồi hướng vì không khác nhau. Chẳng phải tâm tướng thường chẳng phải tâm tướng, là ý Túc Bồ Đề muốn nói tâm tướng ấy như như thường trụ, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng như chẳng sạch. Vì chẳng phải tâm tướng nên chẳng phải tâm, cũng không có chẳng phải tâm ấy, cho nên nói không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn cũng thường không thể nghĩ bàn, không thể chủ lượng tư duy chấp thủ tướng. Do nhân duyên ấy nên tâm làm nhân cho vô thượng chánh đẳng chánh giác, từng tọa quả, không từng tọa thời không thể sinh quả được. Nếu sơ tâm bất tịnh, sao không thể phát sinh tịnh tâm, như luyện thiết không thể thành vàng. Phật vì Túc Bồ Đề thâm nhập trong nhân duyên bát nhã ba la mật, ấy là tên gọi bát nhã ba la mật, vì thâm nhập được nhân duyên của các pháp, tức lấy làm tên. Vì không sai trái nên ở giữa đại chúng tán thán: lành thay, lành thay, ông là người tiểu thừa mà hay khéo nói bát nhã ba la mật thâm sâu, an ủi tâm các Bồ Tát, là vì lấy bát nhã ba la mật chỉ bày cho các Bồ Tát. Ông chẳng tự cho mình phiền não chưa hết, chưa thành Phật đạo để tự biếng nhác. Các pháp không chướng không ngại, tâm đầu tâm cuối không có khác tướng, chỉ xuyên tinh tấn thời thành Phật đạo. Tội nền báo ân là Túc Bồ Đề nghĩ rằng ta thực hành thật tướng các pháp, được thoát khỏi khổ già bệnh chết, sao ta không nhớ đại ân các pháp ấy? Vì vậy nên thường vui nói. Lại nữa, Phật có tâm đại bi, vui nói pháp độ chúng sinh, ta nhờ ân Phật nên đắc đạo, ta cũng giúp Phật thuyết pháp độ sinh, đấy là báo ân. Lại biết Đức Thế Tôn hôm nay nhân nơi chư Phật quá khứ mà được thành Phật đạo, thế nên ta cũng ái kính chư Phật quá khứ như con ái kính cha, cũng ái trọng tổ phụ, cũng ái kính quá khứ các Bồ Tát và đệ tử hay thuyết pháp chỉ dạy. Đức Thế Tôn hôm nay cũng nhân đó mà đắc đạo. Túc Bồ Đề có tâm thâm tín tam bảo nên nói: tôi biết ơn Thế Tôn và pháp hôm nay, ơn chư Phật và đệ tử quá khứ. Pháp tức là pháp bảo, Phật hôm nay là Phật quá khứ tức là Phật bảo, các Bồ Tát và các đệ tử là tăng bảo, sáu ba la mật như trước đã nói. Thị là chỉ thị cho người biết việc tốt xấu, lành chẳng lành, nên làm không nên làm, sinh tử là xấu, niết bàn an ổn là tốt. Phân biệt ba thừa, phân biệt sáu ba la mật như vậy gọi là chỉ thị. Giáo là dạy ông bỏ ác làm lành, ấy gọi là giáo. Lợi là khi chưa được mùi vị của thiện pháp, tâm dễ thối mất, vì họ thuyết pháp dẫn dắt khiến ra khỏi. Ông chớ tìm quả trong khi tu nhân, ông này tuy còn khổ nhưng khi quả báo xuất hiện, thời được lợi ích lớn khiến tâm kia lợi, nên gọi là lợi. Hỷ là chỗ, là tùy chỗ người ấy tu hành mà tán thán khiến tâm người kia vui mừng. Nếu người ưa bố thí mà nghe tán thán bố thí, thời vui mừng. Vậy nên lấy bốn việc ấy trang nghiêm việc thuyết pháp. Kinh, bấy giờ Túc Bồ Đề nói với Thích Đại Hoàn Nhân rằng: Kiều Thi Ca, ông hãy lắng nghe Bồ Tát Ma Ha Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật như chỗ nên trú, chỗ không nên trú. Kiều Thi Ca, sắc sắc không, thọ tưởng hành thức không, Bồ Tát không, sắc không ấy với Bồ Tát không, không hai không khác, thọ tưởng hành thức không với Bồ Tát không, không hai không khác. Kiểu Thi Ca, Bồ Tát Ma Ha Tát trong kỳ tu Bát Nhã Ba La Mật nên trú như vậy. Lại nữa, mắt mắt không cho đến ý ý không, Bồ Tát không, mắt không cho đến Bồ Tát không, không hai không khác. Sáu trần cũng như vậy, địa chủng địa giới, địa chủng không cho đến thức chủng không, Bồ Tát không. Kiều Thi Ca, địa chủng không cho đến thức chủng không với Bồ Tát không, không hai không khác. Kiều Thi Ca, Bồ Tát Ma Ha Tát trong khi tu Bát Nhã Ba La Mật nên trú như vậy. Vô minh không cho đến giả chết không, vô minh diệt không cho đến giả chết diệt không với Bồ Tát không. Kiều Thi Ca, vô minh không cho đến giả chết không, vô minh diệt không cho đến giả chết diệt không.
Bồ Tát, Bồ Tát không, không hai, không khác. Kiều Thi Ca, Bồ Tát Ma Ha Tát, trong khi tu Bát Nhã Ba La Mật nên chú như vậy. Thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật, nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung. Tất cả môn Tam Muội, tất cả môn Đà La Ni, Thanh Văn Thừa, Bích Chi Phật Thừa, Phật Thừa Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Phật cũng như vậy. Trí nhất thiết chủng không, Bồ Tát không, trí nhất thiết chủng không với Bồ Tát không, không hai không khác. Kiều Thi Ca, Bồ Tát Ma Ha Tát, trong khi tu Bát Nhã Ba La Mật nên chú như vậy. Bây giờ Thích Đại Hoàng Nhân hỏi Tu Bồ Đề rằng, thế nào là chỗ không nên chú trong khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật? Tu Bồ Đề đáp, Kiều Thi Ca, Bồ Tát Ma Ha Tát, trong khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên chú sắc vì có sở đắc, không nên chú thọ tưởng hành thức vì có sở đắc, không nên chú mắt cho đến không nên chú ý, không nên chú sắc cho đến không nên chú pháp, không nên chú nhãn thức cho đến ý thức, nhãn xúc cho đến ý xúc, thọ do nhãn và xúc làm nhân duyên sinh cho đến thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh vì có sở đắc, không nên chú nơi địa chủng cho đến thức chủng vì có sở đắc, không nên chú nơi thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung vì có sở đắc. Không nên chú nơi quả tu đà hoàn vì có sở đắc, cho đến không nên chú nơi quả tu đà hoàn vì có sở đắc, cho đến không nên chú nơi quả A-la-hán, đạo Bích Chi Phật, đạo Bồ Tát, Phật đạo, không nên chú nơi trí nhất thiết chủng vì có sở đắc. Lại nữa, Kiều Thi Ca, Bồ Tát Ma-ha-tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật, sắc là thường không nên chú, sắc là vô thường không nên chú, thọ tưởng hành thức cũng như vậy, không nên chú sắc hoặc vui hoặc khổ, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc không hoặc chẳng không, hoặc tịch diệt hoặc chẳng tịch diệt, hoặc lìa hoặc chẳng lìa vì vô sở đắc. Không nên chú thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Kiều Thi Ca, Bồ Tát Ma Ha Tát, không chú quả tu đà hoàn tướng vô vi, quả tư đà hàm tướng vô vi, quả a na hàm tướng vô vi, quả a la hán tướng vô vi, không nên chú đạo Bích Chi Phật tướng vô vi, Phật đạo tướng vô vi, không nên chú phước điển tu đà hoàn, không nên chú phước điển tư đà hàm, a na hàm, a la hán, Bích Chi Phật, Phật. Lại nữa, Kiều Thi Ca, Bồ Tát Ma Ha Tát không nên chú sơ địa vì có sở đắc, cho đến không nên chú địa thứ 10 vì có sở đắc. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát chú trong sơ phát tâm, nghĩ rằng ta sẽ đầy đủ thí ba la mật, không nên chú cho đến ta sẽ đầy đủ bát nhã ba la mật, không nên chú đầy đủ sáu ba la mật sẽ vào Bồ Tát vị, không nên chú vào Bồ Tát vị rồi ta sẽ chú địa vị bất thối chuyển, không nên chú Bồ Tát sẽ đầy đủ năm thần thông, không nên chú vì có sở đắc. Bồ Tát chú năm thần thông rồi ta sẽ dạo qua vô lượng a tăng kỳ thế giới, lễ kính cúng dường chư Phật và nghe pháp, nghe pháp rồi lại vì người khác nói. Bồ Tát Ma Ha Tát không nên chú như vậy vì có sở đắc. Như thế giới chư Phật nghiêm tịnh, ta cũng sẽ trang nghiêm thế giới, không nên chú vì có sở đắc. Thành tựu chúng sinh kiến vào Phật đạo không nên chú. Đi đến vô lượng a tăng kỳ thế giới, chỗ chư Phật tôn trọng ái kính cúng dường, lấy hương hoa anh lạc, hương xoa hương bột tràng phan lọng hoa, trăm ngàn ước thứ y bóng cúng dường chư Phật, không nên chú vì có sở đắc. Ta sẽ khiến vô lượng a tăng kỳ chúng sinh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát không nên chú như vậy. Ta sẽ sinh năm mắt, mắt thịt, mắt trời, mắt tuệ, mắt pháp, mắt Phật, không nên chú. Ta sẽ sinh tất cả môn tam muội, không nên chú. Tùy ý muốn dạo chơi các tam muội, không nên chú. Ta sẽ sinh tất cả môn đà la ni, không nên chú. Ta sẽ được 10 lực của Phật, không nên chú. Ta sẽ được 4 điều không sợ, 4 trí vô ngại, 18 pháp không chung, không nên chú. Ta sẽ đầy đủ đại từ đại bi, không nên chú. Ta sẽ đầy đủ 32 tướng, không nên chú. Ta sẽ đầy đủ 80 vẻ đẹp tùy hình, không nên chú như vậy vì có sở đắc. Đây là người thứ 8, là người hành theo lòng tin, là người hành theo sự hiểu pháp, không nên chú như vậy. Đây là tu đà hoàn cùng tột 7 đời, đây là gia gia, đây là tu đà hoàn mạng chung sạch hết lậu hoặc, đây là tu đà hoàn trung gian và niết bàn, đây là người hướng đến chứng quả tư đà hàm, đây là người tư đà hàm nhất lai và niết bàn, đây là người hướng đến chứng quả a na hàm, đây là người tư đà hàm nhất trùng, đây là người a na hàm ở trong kia vào niết bàn, đây là người hướng đến chứng quả a la hán,
Đây là người A-la-hán đời này vào vô dư Niết Bàn. Đây là Bích Chi Phật, Quá Thanh Văn, Bích Chi Phật Địa, Ta Sẽ Trú Bồ Tát Địa. Đây là đạo chủng trí, không nên trú như vậy vì có sở đắc. Biết tất cả chủng, tất cả pháp, rồi dứt các phiền não và tập khí, không nên trú như vậy. Phật được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, sẽ chuyển pháp luân, không nên trú. Làm Phật sự, độ vô lượng, A Tăng Kỳ, chúng sinh vào Niết Bàn, không nên trú. Bốn như ý túc, không nên trú, trú vào tam muội ấy. Sẽ sống lâu hằng hà, xa kiếp, không nên trú. Ta sẽ được sống lâu vô lượng số kiếp, không nên trú. 32 tướng, mỗi mỗi tướng có 100 phước trang nghiêm, không nên trú. Một thế giới của ta, như mười phương hằng hà xa, thế giới không nên trú. Bằng ngàn đại thiên thế giới của ta, thuần là kim cang, không nên trú. Khiến cây bồ đề của ta sẽ xuất ra hương thơm như vậy, không nên trú. Chúng sinh người được, không còn dâm dục, sân nhuế, ngu si, không có tâm thanh văn, bích chi Phật. Những người ấy chắc sẽ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không nên trú. Nếu chúng sinh người được mùi thơm ấy, thân bệnh, tâm bệnh, thảy đều tiêu trừ, không nên trú. Sẽ khiến trong thế giới của ta không có danh tự, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không nên trú. Sẽ khiến trong thế giới của ta không có danh tự, thí, ba la mật, cho đến không có danh tự, bát nhã, ba la mật, không nên trú. Sẽ khiến trong thế giới của ta không có danh tự, bốn niệm xứ, cho đến 18 pháp không chung, cũng không có danh tự, Tu Đà Hoàn, cho đến Phật. Không có danh tự Phật, không nên trú, vì có sở đắc. Vì sao? Vì chư Phật, khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, hết thảy pháp không có sở đắc. Như vậy kiểu thi ca, Bồ Tát trong khi tu bát nhã ba la mật, không nên trú tướng vì không có sở đắc. Bấy giờ tâm xá lợi Phất nghĩ rằng, này Bồ Tát, nên làm thế nào trú trong bát nhã ba la mật? Tu Bồ Đề biết tâm xá lợi Phất nghĩ, bèn nói với xá lợi Phất rằng, ý ông nghĩ sao, chư Phật trú ở đâu? Xá lợi Phất đáp Tu Bồ Đề, chư Phật không có chỗ trú, chư Phật không trú nơi sắc, không trú nơi thọ tưởng hành thức, không trú nơi tánh hữu vi, không trú nơi tánh vô vi, không trú nơi bốn niệm xứ, cho đến không trú nơi 18 pháp không chung, không trú nơi trí nhất thiết chủng. Xá lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát nên trú như vậy, trú bát nhã ba la mật như chư Phật trú nơi các pháp, chẳng phải trú, chẳng phải chẳng trú. Xá lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát trong khi tu bát nhã ba la mật nên học như vậy, ta sẽ trú, không trú pháp tướng. Luận. Luận giả nói, trú trong bát nhã ba la mật là năm uẩn tướng không, năm uẩn tướng không là vì quán theo 18 không. Lại nữa, trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, nói nghĩa không là năm uẩn tướng không, chỉ vì phàm phu điên đảo nên chấp thủ tướng năm uẩn. Năm uẩn hòa hợp lại chấp thủ tướng Bồ Tát. Trong Bát Nhã Ba La Mật lấy chúng sinh không, trừ chúng sinh, tức không có tướng Bồ Tát. Lấy pháp không trừ năm uẩn, thời không có tướng năm uẩn. Hai không không có sai khác, nên nói năm uẩn không, với Bồ Tát không, không hai không khác, như lửa củi trên đàn tắt với lửa phân, cỏ cây tắt, cái tắt không khác nhau. Lấy tướng lửa khi chưa tắt, để nói khi tắt, nên có khác nhau. Trong khi tắt, thời không khác, cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Không nên trú là không nên trú trong năm uẩn. Hỏi. Nên nói những nghĩa chú, cớ sao nói không chú? Đáp, nếu có thể đối với năm uẩn tâm xa lìa không chú, thời ấy là nghĩa chú. Thế nên nói, vì có sở đắc nên không nên chú. Cho đến đối với trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Trước nói với, nói đối với năm uẩn không nên chú, chẳng biết không nên chú môn gì. Này nói cho các môn thường vô thường chẳng nên chú cho đến xa lìa, không nên chú. Hỏi, quả Tu Đà Hoàn vân vân, tướng vô vi không nên trú, có thứ lớp gì? Đáp, Bồ Tát trước tiên quán các pháp không, không có gì, tâm thối mất, muốn sớm chứng Niết Bàn. Niết Bàn tức là tướng vô vi. Thế nên nói quả Tu Đà Hoàn vân vân, tướng vô vi không nên trú. Nếu quả Tu Đà Hoàn tướng vô vi, thời không có pháp để có thể chấp đắm, vậy thì đắm cái gì, chấp cái gì? Còn nếu là tướng vô vi, tướng hữu vi, thời hư dối không thật, cũng không nên trú. Thế nên nói quả Tu Đà Hoàn tướng vô vi không nên trú, cho đến Phật tướng vô vi không nên trú, cũng như vậy. Như Bồ Tát muốn hành Phật đạo, đầu tiên tu thí ba la mật nên cầu phước điền. Vì sao? Vì do công đức phước điền mà sở nguyện được viên mãn. Như gieo ruộng tốt, thời thu hoạch nhiều. Như Phật nói các ruộng khác, quả báo có giới hạn,
còn ruộng thánh hiền vô lượng, quả báo cũng vô lượng. Bồ Tát nghe nói ruộng phước Tu Đà Hoàn có quả báo vô lượng, nên muốn làm Tu Đà Hoàn. Thế nên nói ruộng phước Tu Đà Hoàn không nên trú, cho đến Bích Chi Phật cũng như vậy. Hỏi: nhị thừa nhỏ nên vượt qua không trú, còn phước điển của Phật tại sao trú? Đáp: pháp của Bồ Tát là phải bình đẳng đối với các pháp. Nếu vì Phật là lớn, chúng sinh là nhỏ, thời phá tướng bình đẳng của các pháp. Lại nữa, vì không nên tất cả chỗ đều không nên trú. Lại nữa, tâm Bồ Tát bình đẳng bố thí, nếu phân biệt phước điển, thời phá tâm đại bi, cũng phá sự bố thí với ba phần thanh tịnh. Trong sơ địa không nên trú là: nếu không bỏ sơ địa, thời không được nhị địa, cầu ích lớn thì nên bỏ lại nhỏ. Lại nữa, vì tâm chấp trước thủ tướng nên không nên trú, cho đến địa thứ 10 cũng như vậy. Hỏi: nếu pháp của Bồ Tát Maha Tát từ khi mới phát tâm nên tu hành 6 ba la mật, tu hành 6 ba la mật nên vào pháp vị, vào pháp vị nên trú địa vị bất thối chuyển, trú địa vị bất thối chuyển rồi nên phát khởi năm thần thông, cúng dường 10 phương chư Phật, như sau nói rộng, này vì cớ sao đều nói không nên trú? Đáp: không phá cách trú thanh tịnh, chỉ phá tâm chấp ngã tà kiến thủ tướng mà trú. Ví như sửa sang ruộng, chỉ trừ bỏ cỏ rác. Lại nữa, vì dứt pháp ái nên không nên trú. Không muốn trái với trí tuệ rốt ráo không của chư Phật dạy nên không nên trú. Nếu đem tâm phương tiện không trú trước, thương xót chúng sinh nên tùy trú cũng không lỗi, cho đến đối với 80 tướng tốt tùy hình cũng như vậy. Người thứ 8 là hạng người hành theo lòng tin, tín hành. Hạng người hành theo sự hiểu pháp thuộc kiến đế đạo, pháp hành. Có Tu Đà Hoàn cùng tột 7 đời, có Tu Đà Hoàn ngay đời này hết phiền não chứng được A-na-hàm. Có Tu Đà Hoàn ra ra, trải qua 3 đời sinh, 3 đời sinh, rồi vào Niết Bàn. Có trung gian Tu Đà Hoàn, trừ sinh đời thứ 3, các người kia trung gian vào Niết Bàn. Chú trong 6 vô ngại đạo, 5 giải thoát đạo đều là Tu Đà Hoàn hướng. Tu Đà Hàm rất 6 phẩm tư hoặc của cõi dục sinh lên trời, từ trời sinh trở lại cõi người rồi vào Niết Bàn, gọi là A Na Hàm. Dứt phẩm tư hoặc thứ 7 của cõi dục gọi là hướng A Na Hàm. Dứt phẩm tư hoặc thứ 8 cũng gọi là hướng A Na Hàm, lại gọi là nhất trùng tử A Na Hàm. Nơi đây chết nơi chết sinh nơi kia. Nơi đầy chết sinh nơi kia vào Niết Bàn. Dứt được hết thảy kiết sử của cõi dục gọi là A Na Hàm. Nơi đầy chết sinh vào cõi sắc vô sắc mà vào Niết Bàn, không còn sinh trở lại nữa. Có A Na Hàm đời nay vào Niết Bàn, có A Na Hàm ở thân trung ấm vào Niết Bàn, có A Na Hàm ngay khi sinh vào Niết Bàn, có A Na Hàm sau khi sinh khỏi tâm tu các hạnh rồi vào Niết Bàn, có A Na Hàm không cần cầu các hạnh mà vào Niết Bàn, có A Na Hàm đi lên cho đến cõi sắc cứu cánh, có A Na Hàm sinh cõi vô sắc mà vào Niết Bàn, có A Na Hàm được thân chứng mà vào Niết Bàn, ấy gọi là A Na Hàm, cũng gọi là hướng A Na Hàm. A La Hán có 9 hạng, khi hết lậu hoặc xả báo thân gọi là vào vô dư Niết Bàn. Qua khỏi thành văn Bích Chi Phật địa, chú Bồ Tát địa có đạo trùng trí, trí nhất thiết trùng, biết hết thảy pháp, dứt hết thảy phiền não và tập khí, thành Phật, chuyển pháp luân, đủ 32 tướng, khắp thế giới đủ vô lượng chúng sinh, sống lâu vô lượng, đều như trong luận nghị đã nói trước kia. Người thanh văn khéo tu bốn như ý túc, được lực tam muội ấy có thể duy trì sống một kiếp hoặc dưới một kiếp. Bồ Tát khéo tu bốn như ý tam muội, hoặc muốn sống lâu nhiều kiếp như các sông Hằng cũng được như ý. 3.000 đại thiên thế giới thuận kim cang là các thế giới khác, tuy dưới đáy có kim cang, và chỗ Phật đi, Phật ngồi có kim cang mà chỗ khác đều không có. Ấy là Bồ Tát nguyện thế giới đều là kim cang. Mùi thơm cây bồ đề độ chúng sinh là như trước luận nghị nói. Hỏi, việc trong đây tùy hy hữu đều có thể tin, còn nói không có danh tự, sắc thọ tưởng hành thức, không có danh tự, thí ba la mật, không có danh tự, Phật là điều khó tin. Đáp, có thế giới nơi người phước đức trí tuệ sinh ra, cây cối hư không, cõi đất, núi sông, vân vân, thường phát ra âm thanh diễn về thật tướng các pháp. Pháp đều là chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, không vô tướng vô tác, vân vân. Chúng sinh sinh ra, để nghe âm thanh ấy tự nhiên chứng được vô sanh pháp nhẫn.
ở trong thế giới như vậy, không cần có danh tự phân biệt các pháp, rằng ấy là năm uẩn, 12 nhập, vân vân, ấy là thí ba la mật cho đến 18 pháp không chung, ấy là Tu Đà Hoàn cho đến chư Phật. Chúng sinh ở thế giới ấy đều có 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, trang nghiêm thân, có ánh sáng vô lượng, một chủng đạo, một chủng quả. Trong ấy không nên chú là nếu Bồ Tát tự nghĩ ta có thể sinh ra thế giới như vậy, thời sinh tâm cao mạn, thế nên không nên thủ tướng mà chú. Trong đây Tu Bồ Đề tự nói nhân duyên không chú, chư Phật khi đắc đạo đối với các pháp không thấy có tướng thật nhất định, sẽ chú chỗ nào? Này Xá Lợi Phất nghĩ rằng, nếu hoàn toàn không chỗ chú, vậy sẽ chú chỗ nào để thành Phật đạo? Tu Bồ Đề biết tâm Xá Lợi Phất nghĩ, nên nói với Xá Lợi Phất rằng, các Bồ Tát đều là Phật tử, phép làm con nên như sở hành của cha. Tâm chư Phật không chú hết thảy pháp, từ sắc cho đến trí nhất thiết chủng, thì Bồ Tát cũng nên học như vậy. Dùng tâm không chú vào đâu cả, mà hành bát nhã ba la mật. Như chư Phật trong tâm không chú vào đâu cả, cũng không chú. Trong tâm chẳng phải không chú, cũng không chú. Vì rốt ráo thanh tịnh, nên các Bồ Tát cũng nên chú theo Phật. Vì rốt ráo thanh tịnh, các Bồ Tát cũng nên học theo Phật. Kinh. Bấy giờ trong hội chúng có các thiên tử nghĩ rằng, các dạ xoa nói ra ngôn ngữ tự cú con có thể hiểu, mà Tu Bồ Đề nói ra ngôn ngữ luận nghĩa giải thích bát nhã ba la mật hoàn toàn không thể hiểu. Tu Bồ Đề biết tâm niệm của các thiên tử, nói với các thiên tử rằng không thể hiểu, không thể biết ư? Các thiên tử nói: Thưa đại đức, không thể hiểu, không thể biết. Tu Bồ Đề nói với các thiên tử rằng: Các ông, pháp không thể biết, tôi không có luận thuyết cho đến không nói một chữ, cũng không có người nghe. Vì sao? Vì các chữ chẳng phải bát nhã ba la mật. Trong bát nhã ba la mật không có người nghe. Chư Phật chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, không chữ không lời. Các thiên tử: Như Phật biến hóa làm người, người biến hóa ấy lại hóa ra bốn bộ chúng tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Người biến hóa thuyết pháp ở giữa bốn bộ chúng, ý các ông nghĩ sao? Trong đó có người nói, người nghe, người biết ư? Các thiên tử đáp: Thưa không, đại đức. Tu Bồ Đề nói: Hết thảy pháp đều như biến hóa, trong đó không có người nói, không có người nghe, không có người biết. Các thiên tử: Ví như người trong mộng thấy Phật thuyết pháp, ý các ông nghĩ sao? Trong ấy có người nói, người nghe, người biết chăng? Các thiên tử đáp: Thưa không, đại đức. Tu Bồ Đề: Các thiên tử, hết thảy pháp đều như mộng, không có nói, không có nghe, không có biết. Các thiên tử: Ví như hai người ở trong chăn sâu lớn, mỗi người ở mỗi phía, tán thán Phật pháp tăng. Có hai tiếng vang dội ra, ý các thiên tử nghĩ sao? Tiếng vang của hai người ấy có truyền chuyển hiểu nhau chăng? Các thiên tử đáp: Thưa không, đại đức. Tu Bồ Đề nói: Các thiên tử, hết thảy pháp cũng như vậy, không có nói, không có nghe, không có biết. Các thiên tử: Ví như thầy huyễn thuật khéo, ở giữa ngã tư đường hóa làm Phật và bốn bộ chúng thuyết pháp nơi ấy. Thế các thiên tử nghĩ sao? Trong ấy có người nói, người nghe, người biết chăng? Các thiên tử đáp: Thưa không, đại đức. Tu Bồ Đề nói: Các thiên tử, hết thảy các pháp như huyễn, không có người nói, không có người nghe, không có người biết. Bấy giờ tâm các thiên tử nghĩ rằng, lời Tu Bồ Đề nói muốn làm cho dễ hiểu lại càng sâu càng diệu. Tu Bồ Đề biết tâm các thiên tử nghĩ, nói với các thiên tử rằng: Sắc chẳng phải sâu, chẳng phải diệu. Thọ tưởng hành thức chẳng phải sâu, chẳng phải diệu. Sắc tánh chẳng phải sâu, chẳng phải diệu. Thọ tưởng hành thức tánh chẳng phải sâu, chẳng phải diệu. Nhãn tánh cho đến ý tánh, sắc tánh cho đến pháp tánh, nhãn giới tánh cho đến ý giới tánh, nhãn thức cho đến ý thức, nhãn xúc cho đến ý xúc. Thọ do nhãn và xúc làm nhân duyên sinh, cho đến thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh. Thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, tất cả các môn tam muội, tất cả các môn đà la ni cho đến trí nhất thiết chủng. Tánh trí nhất thiết chủng chẳng phải sâu, chẳng phải diệu. Các thiền tử lại nghĩ rằng, trong sự thuyết pháp này không nói sắc, không nói thọ tưởng hành thức, không nói mắt cho đến thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh, không nói thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, không nói nội không cho đến vô pháp hữu pháp không. Kinh Đại Bát Nhã ghi: Vô tánh tự tánh không. Không nói bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, không nói môn đà la ni, môn tam muội cho đến trí nhất thiết chủng,
không nói quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A La Hán, không nói đạo Bích Chi Phật, không nói đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, trong pháp ấy không nói danh tự ngữ ngôn. Tu Bồ Đề biết tâm các thiên tử nghĩ, nói với các thiên tử rằng: như vậy, các thiên tử, các pháp như vậy cho đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác của chư Phật, tướng không thể nói. Trong ấy cũng không có người nói, cũng không có người nghe, cũng không có người biết. Vì vậy nên các thiên tử, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn trú, muốn chứng quả Tu Đà Hoàn, người ấy cũng nhân lời nhẫn này trú chứng được, muốn trú, muốn chứng Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Phật Đạo, cũng nơi nhẫn này mới trú chứng được. Như vậy các thiên tử, Bồ Tát, Ba Tát, từ lúc mới phát tâm, trong khi tụ Bát Nhã Ba La Mật nên chú như vậy, vì không nói không nghe vậy. Luận hỏi: lời các dạ xoa nói tùy u uẩn bất chính mà sự việc quê hèn thiết cận, còn lời nói Bát Nhã Ba La Mật sâu xa tuy dùng ngôn từ thông thường mà chỉ thú u thâm huyền viễn, việc khác lý trái, sao đem so sánh nhau? Đáp: chư thiền thích đem việc người đời không hiểu để ví việc mình chưa ngộ, không nhất thiết phải sự lý đều đồng nhau mới lấy làm ví dụ. Có người nói thiên đế có 999 cửa, mỗi cửa đều dùng 6 dạ xoa áo xanh canh giữ. Các dạ xoa ấy nói năng phủ phiếm hương ngụy, tịnh tứ giàn xiếm, chư thiền khinh hèn không thèm để ý, cho nên không hiểu nó nói. Mà ý so sánh kia có thể không cần ngôn biện để ghi nhận, nên nói còn có thể hiểu biết. Nay nghe nói Bát Nhã sâu xa, lời nói như tuồng hiểu được mà chỉ thú u huyền thấm thúy, tìm đến càng sâu lạc mất càng xa, nên lấy lời nói của dạ xoa mà so sánh chỗ chẳng biết. Lại lời nói của dạ xoa vì khó hiểu mà mắt thấy tướng, truyền lời nó đo lường tâm nó thời đều có thể biết được, thế như nguồn sâu nước chảy có thuyền thì qua được. Tu Bồ Đề nói về Bát Nhã Ba La Mật nghĩa rốt ráo không, không có định tướng, không thể chấp thủ, không thể truyền dịch mà được ngộ, không được nói có, không được nói không có, không được nói vừa có vừa không có, không được nói chẳng phải có, chẳng phải không có, chẳng phải có, chẳng phải không có, cũng không có, hết thảy chỗ tâm đi dứt, đường ngôn ngữ đoạn. Thế nên các thiên tử kinh ngạc, nghi ngờ, mê muội. Tu Bồ Đề đáp: điều các thiên tử không hiểu pháp tự nhiên như vậy, pháp ấy không chỗ nói, cho đến không nói một chữ, có thể đắm, có thể lấy, không chữ không lời, ấy là Phật Đạo. Vì sao? Vì danh tự đều không, hư dối không thật, như trong đoạn phá danh tự đã nói, dùng danh tự thời có ngôn ngữ, nếu không có danh tự thời không có ngôn ngữ. Các thiên tử nghĩ rằng, nếu không nói, nếu không nghe, thì nay hòa hợp tụ hội để làm gì? Tu Bồ Đề muốn giải thích nghĩa ấy nên lấy ví dụ để làm rõ. Các thiên tử lại nghĩ rằng, muốn lấy ví dụ để giải ngộ cho chúng tôi, song ví dụ này lại càng thêm thâm diệu. Ví dụ lấy thô dụ tế, lấy việc cố định làm rõ việc bất định, nay ví dụ cũng vi diệu không có định tướng. Tu Bồ Đề biết tâm các thiên tử nơi trong Bát Nhã mê mờ không tự ra khỏi, vì vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật không khác năm uẩn, thật tướng năm uẩn tức là Bát Nhã Ba La Mật. Này năm uẩn này chẳng phải thâm, chẳng phải diệu, cho đến trí nhất thiết trùng chẳng phải thâm, chẳng phải diệu. Các thiên tử bấy giờ rất biết Tu Bồ Đề miệng nói, miệng tuy nói sắc mà tâm không nói, cho đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cũng như vậy. Tu Bồ Đề biết tâm các thiên tử nên đáp rằng: như vậy, như vậy, chẳng phải sinh tôi như vậy. Khi Phật chứng được Bồ Đề cũng không nói, trong tướng tịch diệt thật không có người nói, không có người nghe. Thế nên quả Tu Đà Hoàn cho đến Phật Đạo đều nhận nơi pháp vô vi mà có được, địa pháp ấy được nhẫn ấy, thời không có Tu Đà Hoàn cho đến Phật Đạo cũng như vậy. Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến thành Phật, giữa khoảng trung gian đó hết thảy pháp không có mới, không có nghe, không có nói, không có nghe, vì các quán diệt, vì ngôn ngữ dứt nên không thể nói, không thể nói nên không thể nghe, không thể nghe nên không thể biết, không thể biết nên đối với hết thảy pháp không lãnh thọ, không chấp trước, thời và niết bàn. Hết cuốn 54 theo bản Hán.